Xin ông hãy cho biết là Airbus Việt Nam thì có thông tin chi tiết nào thêm về những cảnh báo từ chính phủ New Zealand về việc các sản phẩm Similac Gain Plus IQ có đang bán tại Việt Nam ạ? Hiện tại Airbus Việt Nam mới nhận được cái thông báo từ nhà sản xuất là Fonterra về vấn đề có khả năng là lô sản phẩm đó bị nhiễm. Hiện tại chưa có thêm thông tin nào liên quan đến vấn đề này. Hiện tại thì chưa có một cái ghi nhận nào liên quan đến các vấn đề y tế liên quan đến vấn đề này được ghi nhận. Đồng thời là thông tin từ bên Bộ Công nghiệp cơ bản của New Zealand cũng cho biết là chưa có vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm nào được ghi nhận hoặc là báo cáo. Tuy nhiên là với cái sự thận trọng cao nhất thì Airbus vẫn đề nghị khách hàng đổi hoặc là hoàn trả những sản phẩm thuộc các cái số lô bị nghi là nhiễm lại để đảm bảo với sự an toàn của khách hàng. Vâng thưa ông, vậy thì đến thời điểm này thì công ty đã xử lý vụ việc này như thế nào đối với các sản phẩm, và nếu như mà những người dân mà đã mua sản phẩm này và cho trẻ sử dụng rồi thì công ty tính đến phương án như thế nào ạ? Ngay sau khi nhận được thông tin từ nhà sản xuất thì hiện tại Airbus Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành thu hồi tất cả những sản phẩm này về trong một khoảng thời gian nhanh nhất. Hiện tại là toàn bộ nhân lực của công ty là đang tập trung để thu hồi từ tất cả các kênh trên thị trường. Và hiện tại thì chưa có một cái khiếu nại nào liên quan đến về mặt y tế cũng như là ghi nhận liên quan đến chuyện trường hợp. Nếu trong trường hợp mà khách hàng phát hiện ra là đang sử dụng cái sản phẩm có cái số lô trùng với số lô mà chúng tôi khuyến cáo thì chúng tôi đề nghị khách hàng là tạm ngưng nước, và nếu có nghi ngờ liên quan đến vấn đề sức khỏe thì nên tới khám ở các cơ sở y tế. Nếu như khách hàng mà khám ở các cơ sở y tế thì công ty sẽ phối hợp với khách hàng trong các trường hợp tiếp theo.